Thưa quý vị, đã nhiều năm nay, các lớp học nghệ thuật do Hội Tiếng Tơ Đồng của người Việt tại Pháp tổ chức thu hút rất đông con em trong cộng đồng người Việt tham gia. Trong số các lớp này thì lớp học múa do cô giáo Tường Vi giảng dạy rất được cộng đồng người Việt quan tâm. Lớp của cô Tường Vi chú trọng dạy các điệu múa truyền thống dân tộc Việt Nam và chính điều này đã khiến các gia đình người Việt khuyến khích cho con em theo học. Lớp múa của cô giáo Tường Vi tại Trung tâm Tiếng Tơ Đồng Paris, Pháp. Đây là lớp múa dành cho các bạn trẻ người Việt tại Pháp lứa tuổi thanh thiếu niên. Tại đây, mỗi tuần một buổi, cô Tường Vi hướng dẫn cho các học sinh của mình những vũ điệu uyển chuyển trên nền nhạc của quê hương. Để có được những buổi tập như thế này, cô và trò đều phải nỗ lực. Ở đây, nhất là phương tiện đi lại, khi mà đến được những cái buổi tập của Tiếng Tơ Đồng, đúng giờ, đúng giấc, địa điểm các thứ thì đã là một nỗ lực rất là lớn rồi. Ví dụ như có bạn phải đi 1-2 tiếng đồng hồ, bắt tàu, bắt xe các kiểu để đến đây để tập được 2-3 tiếng rồi lại đi về 1-2 tiếng đồng hồ nữa mới về được tới nhà. Thì đó là một cái quá trình mà thật sự nếu mà không thích, không đam mê hoặc là không có một cái mong muốn truyền bá văn hóa thì thật sự rất là khó làm. Các cái bạn mà tham gia ở Tiếng Tơ Đồng ở đây thực sự là bạn rất còn trẻ, hầu hết là sinh viên và họ rất là tự hào vì làm được những cái việc như vậy. Những cô gái Hờ Mông trong điệu múa ô, áo bà ba và nón lá tái hiện phong cảnh thường ngày của đồng bào Nam Bộ. Những bông sen hồng Đồng Tháp, những điệu múa của cô và trò lớp chị Tường Vi đã mang khung cảnh quê hương đến gần hơn với kiều bào xa xứ. Thông qua những cái điệu múa đó và xuyên suốt chương trình thì mình có giới thiệu những cái nguồn gốc của những cái điệu múa văn hóa của vùng miền đó như thế nào. Sau một chương trình đó thì hầu như là người ta có phỏng vấn thì hỏi ý kiến của khán giả thì hầu như là người ta có cảm giác như là đã đi qua được rất là nhiều vùng miền của Việt Nam và hiểu hơn được nhiều cái thông tin mà trước nay họ không hình dung ra được. Cái buổi trình diễn ngày hôm nay tôi thấy tôi được trở lại với quê hương của tôi từ miền Bắc cho tới miền Nam. Với những người xa quê hương như chúng tôi được dự những cái buổi như vậy thật là tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi đưa con gái đi xem buổi trình diễn và đây cũng là dịp để tôi khám phá văn hóa Việt Nam. Và chúng tôi đã hết sức ấn tượng trước vẻ đẹp của các bộ trang phục, vẻ quý phái thanh tao của các nữ vũ công. Chúng tôi còn được nghe những lời giải thích rõ ràng về các điệu múa khác nhau của các vùng miền Việt Nam. Đây đúng là một chuyến du lịch tuyệt vời để đến quê hương nguồn cội của tôi. Kể từ khi được thành lập vào năm 2013 đến nay, lớp múa và cô giáo Tường Vi đã biểu diễn ở nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng, nhiều sự kiện quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến bạn bè Pháp và quốc tế. Cùng với sự cổ vũ, lớp múa mang đến niềm tự hào cho cộng đồng người Việt tại Pháp bởi sự khơi nguồn cho những giá trị văn hóa bất hủ của dân tộc Việt Nam.